vision. Huấn luyện viên của Olympic Bahrain chưa biết gì về Olympic Việt Nam. Huấn luyện viên Olympic Bahrain Shami Chaman thừa nhận ông chưa biết bất cứ thông tin gì về Olympic Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở bảng E, Olympic Bahrain đứng ở vị trí thứ tư trước khi bước vào trận đấu với Olympic Malaysia. Tuy nhiên, chiến thắng 3-2 trước đội bóng của huấn luyện viên Ong Kim Swee giúp họ lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên của Olympic Bahrain là ông Shami Chaman cho biết: "Đội bóng của chúng tôi toàn các cầu thủ sinh năm 1997, 1998 và thậm chí là 2000. Chúng tôi đang hướng đến Olympic Tokyo năm 2020. Thú thật là chúng tôi dành toàn bộ sự tập trung của mình cho trận quyết định với Olympic Malaysia, chứ không nghĩ sẽ gặp đội nào ở vòng 1/8. Tôi cũng chưa coi trận nào của Olympic Việt Nam và không biết gì về họ cho đến lúc này." Huấn luyện viên của quốc tịch Tunisia nói, sau buổi họp báo thắng trận Olympic Malaysia, huấn luyện viên Shami Chaman rất thân thiện hỏi phóng viên Việt Nam rằng: "Các bạn có thông tin gì của đội không? Tôi muốn xem một chút." Sang Indonesia lần này, huấn luyện viên Olympic Bahrain có 20 cầu thủ. Họ có một cầu thủ sinh năm 2000, 10 cầu thủ sinh năm 1997 và 6 sinh năm 1998, 3 cầu thủ sinh năm 1999. Đội hình của ông Shami Chaman không bổ sung bất cứ cầu thủ nào trên 23 tuổi. Trẻ trung và thiếu kinh nghiệm, họ vượt qua vòng bảng một cách khá chật vật. Còn nhớ năm 2016, khi U19 Việt Nam vượt qua U19 Bahrain chín trên sân đối thủ, một số cầu thủ của chúng ta khi đó giờ đang khoác áo Olympic Việt Nam, điển hình như thủ môn Bùi Tiến Dũng hay tiền đạo Hà Đức Chinh. Tuy nhiên, ông Shami Chaman không phải là người dẫn dắt U19 Bahrain 2 năm về trước. Nhà cầm quân người Tunisia mới nắm đội U23 Bahrain gần tròn 2 năm. Ông được chọn cho mục tiêu xa hơn vào năm 2020. Trở lại với trận thắng quyết định tấm vé vào vòng trong của Olympic Bahrain, họ bị dẫn trước nhưng liên tiếp ghi 2 bàn thắng trong hiệp 1 và 1 bàn trong hiệp 2. Olympic Malaysia gỡ lại 2-3 từ chấm 11m. Sau 8 năm, Olympic Việt Nam gặp lại đối thủ tại vòng loại trực tiếp, nhưng với tâm thế hoàn toàn khác, Olympic Việt Nam tại AZ18 vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng D. Trong khi đó, Olympic Bahrain phải đến vòng đấu cuối bảng E mới có được tấm vé vớt là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Hiện tại, Olympic Bahrain không có được phong độ cao và cũng không còn được đánh giá mạnh so với trước đây. Theo thống kê, trong 10 trận gần nhất ở cấp độ U23 và Olympic, đội bóng này mới chỉ có được một chiến thắng trước Afghanistan, trước khi vượt qua được Malaysia ở trận đối đầu vào tối ngày 20 tháng 8. Trong khi đó, Olympic Việt Nam thắng tới 7 trận, hòa 1 và thua 1. Trong đó, tính cả trận thua Uzbekistan ở giải chung kết U23 châu Á hồi đầu năm. Tính ở tất cả các cấp độ đội tuyển, thống kê cũng nghiêng hẳn về Việt Nam. Hai đội từng gặp nhau 4 lần, 3 trong số đó đội bạn chịu thất bại. Hồi năm 2016, tại vòng chung kết U19 châu Á, U19 Việt Nam cũng vượt qua đối thủ ở trận tứ kết nhờ bàn thắng duy nhất của Trần Thành ở phút thứ 79. U23 Việt Nam sẽ vượt qua Bahrain, đả bại Syria, hất cảng Hàn Quốc để vào chung kết ASEAN. Sau 6 trận đấu ngày 20 tháng 8, vòng bảng ASEAN năm 2018 đã chính thức khép lại. Trước các cặp đối thủ ở vòng 1/8 và U23 Việt Nam gặp Bahrain, trước đó tưởng như U23 Ả Rập Xê Út mới là đối thủ của U23 Việt Nam. Nhận định video này, cựu danh thủ Quốc Vượng cho biết: "Ả Rập Xê Út thì tôi thấy họ có lối chơi tương tự Nhật Bản. Bahrain thì có lối chơi mạnh mẽ hơn. Ở vòng chung kết U23 châu Á năm ngoái, tôi cứ nghĩ Tây Á và Trung Đông kỵ dơ với chúng ta, nhưng gặp đội Tây Á, Trung Đông nào, chúng ta cũng đều chiến tốt cả. Vì thế, tôi có niềm tin lớn vào Việt Nam mình. Tôi cho rằng gặp Bahrain hay Ả Rập Xê Út đều như nhau cả, đều có những khó khăn nhất định, tùy vào cách Bahrain nhìn nhận chúng ta và định chơi như thế nào. Nếu Bahrain chơi bóng dài, bóng bổng, đá thể lực thì sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu họ e dè mình, đá tấn công cầm chừng thì rất dễ để chúng ta tổ chức phòng ngự chủ động. Vì thế, phải tùy thuộc Bahrain họ định đá như thế nào. Thành công hồi đầu năm mang đến cho U23 Việt Nam sự tự tin rất lớn, nhưng tôi nghĩ cửa của chúng ta là 50-50. Tại vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm, U23 Việt Nam đã cầm hòa U23 Syria lượt cuối vòng bảng để giành quyền đi tiếp. Không thắng, U23 Syria đã bị loại. Ở trận đầu tiên vòng 1/8, Syria sẽ gặp bại tướng của U23 Việt Nam, Palestine. Theo cựu danh thủ Quốc Vượng thì Syria sẽ đi tiếp. Nếu chúng ta vào thì tôi nghĩ sẽ gặp Syria, trừ khi có bất ngờ động trời thì mới là Palestine. Gặp Syria thì khó khăn và cực kỳ khó, vì như ngày xưa chúng tôi đã gặp họ một lần thì họ đá rất hiện đại, họ đá giống Tây Á nhưng chiến thuật và kỹ thuật cá nhân rất tốt, giống Uzbekistan.
tinh thần của họ là cực tốt. Khi chúng ta gặp đối thủ có tinh thần cũng rất mạnh mẽ thì là vô cùng khó khăn. Gặp Seri thì đương nhiên khó khăn hơn Bahrain, nhưng chúng ta sẽ phải chiến đấu hết mình, đúng với những gì chúng ta đã thể hiện hồi đầu năm. Tôi hy vọng các em sẽ phát huy được tinh thần như hồi đầu năm. Hai đội vòng 1/8 thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Uzbekistan với Hồng Kông Trung Quốc, Iran với Hàn Quốc. Cựu danh thủ xứ Nghệ mong chờ Hàn Quốc sẽ là đội vượt lên tiến vào bán kết. Chuyện Hàn Quốc thắng khó hôm nay là bình thường vì dù sao họ cũng là các cầu thủ trẻ. Tâm lý cũng là vấn đề khó khắc phục. Kể cả các đội bóng lớn thì vấn đề tâm lý cũng không thể khắc phục ngày 1, ngày 2. Tuy nhiên, khi vào vòng loại trực tiếp thì lại khác vì đây là hai nền bóng đá lớn của châu lục nên rất khó dự đoán. Khi yếu tố chuyên môn ngang ngửa thì tinh thần có vai trò quyết định lớn tới thắng bại. Tôi thích chúng ta gặp Hàn Quốc hơn. Về tên tuổi, Hàn Quốc lớn hơn hai đối thủ kia, Iran và Uzbekistan. Và khi chúng ta thắng được đội mạnh như thế, tinh thần sẽ rất bốc, lên cao thì vào chung kết sẽ lợi hơn. Ở những đấu còn lại, lần lượt sẽ là các cặp Trung Quốc với Ả Rập Xê Út, Malaysia với Nhật Bản, Indonesia với UAE, Bangladesh với Triều Tiên. Ở cặp đấu Malaysia với Nhật Bản, trong khi bình luận viên Quang Huy cho rằng Nhật Bản sẽ không quá khó khăn để thắng, thì cựu danh thủ Quốc Vượng dự đoán Malaysia sẽ tiếp tục thể hiện được khả năng và tạo nên điều khó khăn cho Nhật Bản. Với cặp Indonesia với UAE, cựu danh thủ Quốc Vượng nhận định trận đó phụ thuộc vào yếu tố sân nhà, kể cả World Cup, trọng tài còn sai lầm. Ở Indonesia, trước 80.000 người hâm mộ chủ nhà thì sai lầm của trọng tài là rất dễ xảy ra. Trong các trận đấu loại trực tiếp kiểu này, sai lầm của trọng tài có thể làm hỏng cả trận đấu. Nhưng là bình thường, chúng ta không thể trách được. Khi áp lực đến thế thì trọng tài FIFA còn mắc sai lầm nữa là ASEAN. Nên nếu Indonesia vào trong thì tôi không bất ngờ vì UAE không quá mạnh hơn họ. Trong lượt trận cuối bảng E, môn bóng đá nam ASEAN năm 2018, Olympic Bahrain đã đánh bại Malaysia với tỷ số 3-2, lách qua khe cửa hẹp, tiến vào vòng loại trực tiếp. Kết quả phân nhánh cho thấy, Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain sẽ đối đầu với nhau ở vòng 16 đội. Nhờ đó, thầy trò huấn viên Park Hang-seo đã tránh được hai đối thủ mạnh nhất tại bảng E là Malaysia và Hàn Quốc. Olympic Malaysia sẽ gặp Nhật Bản, bại tướng của Olympic Việt Nam tại Chủ nhật vừa rồi. Trong khi đó, Olympic Hàn Quốc với vị trí thứ hai sẽ không gặp đội nhất bảng D là Olympic Việt Nam mà đối đầu với Olympic Iran ở một nhánh đấu khác. Tuy vậy, nếu đặt tham vọng vào chung kết thì Olympic Việt Nam vẫn phải tính chuyện gặp Olympic Hàn Quốc. Nhánh đấu giúp hai đội không gặp nhau ở vòng 16 đội và tứ kết. Nhưng nếu chơi tốt, cả Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đối đầu nhau ở bán kết. Nếu điều này trở thành sự thật thì có thể nói huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ của ông sẽ phải đối đầu với một thử thách rất lớn. Hàn Quốc nhận thất bại sốc trước Malaysia nhưng vẫn được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu. Họ sở hữu ngôi sao Son Heung-min đang chơi cho Tottenham. Ngoài Olympic Hàn Quốc, Olympic Việt Nam nếu lọt tới bán kết có thể sẽ gặp đối thủ nào? Câu trả lời hoàn toàn có thể là Olympic Uzbekistan, đội bóng từng đánh bại U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á ở Thành Châu Trung Quốc. Mới đây, tại giải U23 Tứ Hùng trên sân Mỹ Đình, Olympic Việt Nam phải rất vất vả mới cầm hòa được đối thủ này. Bước vào giải, Olympic Uzbekistan cũng thể hiện sức mạnh vượt trội các đối thủ tại bảng đấu. Sau 3 trận, họ giành 9 điểm tuyệt đối, ghi tới 10 bàn thắng và không thủng lưới bất cứ bàn nào. Bại tướng của họ có cả Olympic Qatar, đội bóng được đầu tư lớn và cũng được đánh giá cao trước thềm ASEAN. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến vòng bán kết và xa hơn là chung kết, Olympic Việt Nam cần giải quyết được 2 trận đấu tới là vòng 16 đội và tứ kết. Giả sử thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vượt qua Bahrain, đối thủ của họ tại tứ kết có thể sẽ là Olympic Palestine hoặc Olympic Syria. Olympic Palestine từng bị Olympic Việt Nam đánh bại trong giải U23 Tứ Hùng tổ chức tại Hà Nội trước thềm ASEAN. Tuy vậy, đó chỉ là một trận giao hữu và chưa thể nói trước được điều gì trong trường hợp hai đội gặp nhau tại ASEAN. Còn với Olympic Syria, còn nhớ đội U23 nước này từng bị U23 Việt Nam loại ở vòng bảng giải vô địch U23 châu Á đầu năm. Tuy vậy, đó là trận đấu mà thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội phải chật vật mới kiếm được một trận hòa. Giả sử Olympic Việt Nam lọt vào chung kết, chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là đội bóng nào? Câu trả lời là nhiều cái tên sừng sỏ, bao gồm Trung Quốc, UAE, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên hay đối thủ quen thuộc Malaysia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.